Hi, chào mọi người đã quay trở lại với channel Mấy Anh 24 giờ. Hôm nay Mấy Anh 24 giờ sẽ giới thiệu một sản phẩm mà Tâm Rong vừa mới cho ra mắt ở đây không lâu, đó là lens 17-28 f/2.8. Và bây giờ chúng ta xem trong đây có gì nhé. Thành công của lens 28-75 f/2.8. Giờ đây Tâm Rong lại ra thêm một lens wide với tiêu cự 17-28 f/2.8 với thiết kế cũ, gọn hơn, nhẹ hơn nhưng với chất lượng cực kỳ cao. Ngoài ra, với khả năng zoom trong, nó giúp cho chiều dài ống kính không thay đổi khi zoom ở các dải tiêu cự, tạo độ cân bằng tốt ở tư thế cầm máy cũng như khi di chuyển. Với những tính năng mới, Tâm Rong 17-28 f/2.8 là ống kính thích hợp cho các thể loại khác nhau như chụp phong cảnh, chụp kiến trúc, đường phố hay du lịch. Ống kính được trang bị động cơ lấy nét tự động của OSD, mang lại hiệu quả lấy nét yên tĩnh, nhanh chóng, mượt mà. Điều này cho phép bạn tập trung nhanh chóng, chính xác và âm thầm. Thực sự lý tưởng nếu bạn quay video hoặc không muốn làm phiền người khác khi quay. Hệ thống lấy nét này sẽ cung cấp khoảng cách lấy nét tối thiểu chỉ 19cm để làm việc với các đối tượng cận cảnh. Với trải nghiệm và thông số của nhà sản xuất và giá thành chưa tới 25 triệu, có thể nói đây là một lens thay thế được dòng lens G-Master dành cho anh em làm dịch vụ. Đương nhiên, chất lượng hình ảnh sẽ không bao giờ so sánh được với dòng lens G-Master. Với giá thành chỉ bằng một nửa của lens G-Master, chúng ta nên cân nhắc lại. Và cuối cùng, với chất lượng và giá thành nó mang lại, một câu hỏi đặt ra, chọn hay không chọn, câu trả lời vẫn là ở nơi bạn. Nhưng với tôi, như thế là quá đủ.